bán ra và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua. Báo về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chấp nhận cắt ghép, chỉnh sửa lại bỏ âm thanh rè và bạn các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Bậy. Đồng thời anh em bình luận thêm Bậy. Anh em.